Rồi. Cần này mà nó nhúng như này. Anh Tư lên cá nha. Lên cá lúc nửa đêm, cong đầu cần luôn này. À, ấy. Ấy Hugo nhá, Hugo. À. Hugo Lina rồi. Con này Hugo Lina rồi. Hugo rồi. Cũng được. Cũng được. Đó. Bắt được rồi. Ui dài ngoằng luôn. Dài luôn. Con này là ngon đấy. Ui bình tĩnh, bình tĩnh. Đó. Cá anh Tư nuôi bây giờ anh thu hoạch đấy. Ừ. Anh Tư nuôi ngày hôm nay bắt 3 con một ngày rồi. Anh nuôi bây giờ anh thu hoạch. Để cho nó mệt tí mình cũng mệt nữa. À em có vợt đấy. Có vợt không? Có. Đâu mà quấn một cái túi. Này nuốt rồi. Máy mili cá chạy máy 2500 đó. Đó. Máy 2500 chạy phà nhá. Đây có cây con cá này. À. Đây này nó này. Đấy. À, mạnh lắm, con này mạnh lắm. Rồi nuốt luôn rồi. Nuốt nữa rồi. Không bao giờ thoát được. Cái này chắc tầm 3 kg. 3 kg. Bằng con một chiều. 3 kg mà nó cũng khỏe. Em nhấc cái cần anh dòng ra chỗ kia anh xuống anh bắt. Nhấc cho anh cái cần. Nhấc cao lên được rồi. Nhấc vậy được rồi, được rồi. Anh bắt con. Không cần cần vợt không anh? Không cần vợt đâu. Đấy. Cho anh Tư nuôi là giờ anh thu hoạch. Nốt chưa? Chỗ em có mua được đâu. Thôi nằm im đi. Mình đi dậy làm đéo gì. Tao sút rồi. Chứ đéo kéo tao nước ở đâu. Giờ là cá lớn không có vợt. Không dùng vợt phải dùng tay. Khỏe lắm cô ạ. Nó vẫn khỏe lắm. Khỏe, con này khỏe lắm. Con đường chiều là hai vòng là nó lên rồi. Con này đâu có nãy giờ phải 3 phút rồi đéo nữa. Con này lớn lắm cô ạ. Lớn hơn đấy. Vẫn chưa mệt. Này sao bắt được? Vẫn chưa mệt, chưa mệt. Chưa mệt, nó chạy mấy vòng rồi vẫn chưa mệt. Này khỏe ghê luôn. À, mệt nó quá. 3 phút 30 giây là chưa lên. Mày ra đây mà nhìn xem. Con này bự đấy. Con này mai nhậu được. Cá đèn đó. Đấy. Đó. Cảm ơn. Bác Tư lên cá nha. Cá nè. Chết mẹ mày ngu. Mày nhảy xuống mày chết. Trước sau gì nó cũng chết. Rồi bác Tư lên cá. Lên cá thành công nhá. Câu đồng hoàng nha đây. Nốt đây câu này. Nốt mất lưỡi luôn. Nốt mất lưỡi luôn. Nốt mất lưỡi luôn. Đây, cái lưỡi câu nằm trong mồm. Ai à, ai là cắn ai cá. Quả tay ra. Trời con cá nó to. Đây. Ôi. Chắc là tầm 3 4 kg đây. Con này chắc hơn 3 kg tí à. Đây, con này là được luôn nhá. Nhốt ngon luôn nhá. Nhốt khoảng 5 bữa là lẩu ngon đấy. Hả? Tôi bóc hả? Bóc cái gì? Bóc gì cái gì? Câu quá. Câu. Cá đen này mạnh lắm. Châu bò chứ không phải là người. Rồi. Xong nên cá là đang ngồi thở.